trận đấu thứ ba của bảng G, D3 sẽ đánh với lại Nhật Anh Linh. À, vẫn chưa có đới nha mọi người, chưa thấy đeo vô, chắc là mượn không kịp rồi. Cho mình chờ hiệu lệnh nha. Mình xin mời đây. Nếu mà có tín nhiệm thì không có bị ban này. bạn Nhật Anh Linh tiết lộ là bạn này có 10k xanh thôi. Ok. Trận đấu giữa D3 và Nhật Anh Linh đã bắt đầu. Máu tù không fan luôn. Như vậy là xin chúc mừng D3 đã ghi thêm được 3 điểm cho mình nha. Nâng tổng số điểm tích lũy lên là 6 điểm.